Rồi, xin chào mọi người nhé. Thì trên tay mình đây là con Oppo A52. Con này hiện tại nó đang bị dính mật khẩu màn hình nha mọi người. Đấy, nó đang dính mật khẩu màn hình và khách báo là quên mật khẩu màn hình nha mọi người. Thì con này độ sáng nó đang yếu nên thấy hơi mờ mờ, nhưng mà đã quên mật khẩu rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành phá mật khẩu màn hình con này nhá. Thì đầu tiên thì mình xin phép là tắt nguồn đi. Đây, tắt nguồn nha. Rồi sau khi tắt nguồn thì mình nhấn đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng nha, để vào recovery nhé. Nút nguồn và nút giảm âm lượng nhé. Rồi mình thả nút nguồn ra và giữ nút giảm nhé. Ok, nó đã vào được phần này thì mình sẽ chọn ngôn ngữ là English nhé. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ chọn vào paper data nhé. Rồi xong xuống format data nhé, và mình sẽ có 4 mã số ở đây, mình sẽ nhập vào nhé. 7846 rồi format nha. Rồi ok. Rồi bây giờ máy sẽ khởi động lên nha. Rồi ok, như vậy là máy đã được vào bên trong nha. Con này thì nó bị phần cả bên ánh sáng nha mọi người, nên khá là tối luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong xem thế nào nhé. Nhấn tiếp theo này. Tiếp theo. Để mình tắt đèn đi cho nó rõ hơn tí. Rồi ok. Rồi nhấn tiếp theo. Đồng ý nha. Rồi ở đây thì mình kết nối wifi nhé. Ok, sau khi kết nối wifi thì nhấn tiếp theo nha. Tiếp theo. Rồi nhấn không sao chép nha mọi người. Rồi ok, như vậy là nó bắt nhập mật khẩu màn hình nha mọi người. Hoặc là xác minh tài khoản Google, hoặc là tài khoản Google nếu có nha. Nếu như các bạn có tài khoản Google thì các bạn nhập vào cái tài khoản mình đang đăng nhập trong máy này sau khi mình khôi phục á. Nếu các bạn có thì các bạn đăng nhập vào nha là sẽ được. Còn nếu như các bạn nào không nhớ thì hãy làm theo mình nha. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại nha, quay lại phần ngôn ngữ. Rồi chọn đến ngôn ngữ tiếng Anh Australia nha. Rồi nhấn Next. Rồi Australia đi. Rồi đến đây thì mình sẽ dùng Tabbed nha. Giữ đồng thời nút giảm, tăng giảm âm lượng nha, để bật Tabbed nha. Ok, rồi nhấn Turn On nha. Rồi nhấn lại thêm một lần nữa để bật lên nhé. Ok, như vậy là đã bật được Tabbed nha mọi người. Rồi sau khi bật Tabbed thì mọi người vẽ chữ L ngược. Rồi mình sẽ cho phép nha. Rồi
sau đó chọn vào mình nhấp vào cái là mình sẽ nói Google Assistant, sau đó là open YouTube nha, nó nhanh nha. Google Assistant, open YouTube. Đấy, nó hiện lên như vậy là mình phải nói open YouTube nhé. Rồi, sau khi bật được YouTube lên thì mình sẽ tắt tắt bếp đi nha. Mình sẽ chữ tăng và giảm để tắt tắt bếp nhé. Ok, như vậy là tắt bếp đã tắt nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bấm vào hình người ở góc phải bên trên. Rồi sau đó và nhấn vào setting nha. Ok, nhấn vào about. Và sau đó nhấn vào YouTube nha, cho phép nha. Rồi mình chọn vào đây, gõ chữ VN Room nhé. Bye bye. Đây, VN Room bye bye nha. Ok, như vậy là gọi như vậy là ok nhé. Rồi, bypass Google account 2023 này nha mọi người. Nhập vào. Rồi, đến đây thì mọi người chọn vào phần setting, vào phần setting. Open nhé, nhấn vào open. Rồi, đến đây thì mọi người chọn vào cài đặt bổ sung nhá. Đây, mình sẽ chọn lại ngôn ngữ nhá, tiếng Việt thêm. Nhấn giữa và kéo lên. Ok, như vậy là nó sẽ chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt nha. Rồi, nhấn quay trở lại và chọn đến sao lưu và đặt lại nha. Ở đây thì mình sẽ chọn xóa mọi dữ liệu và đặt lại thiết bị nha mọi người. Xóa tất cả dữ liệu, xóa dữ liệu nha. Rồi, ok, như vậy mình sẽ chờ nó khởi động lên lại nha. Ok, sau khi chờ đợi thì nó đã lên nha mọi người. Rồi, nhấn tiếp theo nha. Tiếp theo. Rồi đồng ý nha, và nhấn tiếp theo. Tiếp theo nha. Ok, vậy mình sẽ kết nối wifi nha. Rồi nhấn tiếp theo. Tiếp theo. Ok, như vậy là mình đã xóa thành công tài khoản Google nha, đã bỏ qua được này. Bây giờ mình sẽ bỏ qua luôn nha. Rồi xem thêm. Sau nhé. Sau luôn. Tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo luôn nhé. Rồi, phần này thì các bạn ưng thì cài đặt, không thì bỏ qua nhé. Rồi bắt đầu. Ok. Rồi, như vậy là mình đã phá thành công
mật khẩu màn hình và xóa luôn tài khoản Google của con Oppo A52 này nhé. Nếu video này có thể giúp ích được cho các bạn thì các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình có nhiều động lực ra thêm nhiều video giúp đỡ mọi người nhé. Rồi, bye bye, tạm biệt mọi người.